Ê, tôi không có nói nha, tự nhận nha. Mẹ qua là có chút xíu. Không phải hả? Em vô liền đi. Mấy cái câu đơn giản gì cũng không vô được. Xíu mấy câu không qua được, tôi bị anh. Phải hả? Tại sao? Đó rồi, bây giờ đẩy đẩy quá được rồi đó. Nói vô có hiểu không? Câu đó không mà nói. Ờ. Thấy chưa? Đã. Ông suy nghĩ đi. Rồi ok, vậy đi. 4 năm trời chúng ta tay nhau trong quả một đứa ở Sài Gòn. Rồi dẹp cho. Chở nó ra. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, đâu có cần phải gặp mặt nhau, ở với nhau suốt mới quen nhau, yêu nhau. Bây giờ mình đụng cái gặp mặt nhau. Ơ, tiếng xe cái bình, trời ơi, thương quá, thương quá, cưới nhau vậy không được hả? Ghế em ngồi em quay nãy giờ đó. À, mang tiếng một đời chồng, chứ giờ bà thử bà không trả được cái đống nợ đó coi. Cái đám giang hồ đó, nó có để yên cho bà hả? Rồi chưa kể, cái chuyện mà bà mang nợ, đổ bể ra hết. Đó, một cái đống nợ, một cái đống nợ khổng lồ như vậy, đố thằng nào nó dám nó gánh bà hả? Rồi con có ế suốt đời không? Rồi cha. Dạ. Em nói luôn nha. Bấy cái nghe điện thoại đi kìa. Có ế suốt đời không? Thứ nghe điện thoại đi kìa. Suy nghĩ cái gì mà lâu như vậy? Alo, thầy. Alo. Đeo vô cái giường trái cây tay điên trộm. Rồi giờ cũng vậy. Lớn lên bị nợ dí cũng chạy trốn thấy bà luôn. Hơi. Nhỏ nha, mỗi lần mà bị bắt má tôi đánh đòn muốn tét hết luôn. Bây giờ bắt nữa tôi không biết tét nó cái gì luôn á, tôi không còn cái gì để tét nữa đâu. Thường thương chôn tía tôi kìa, ông đang tự hào về tôi vậy. Thấy sống không Vũ? Ấy em mà bất ngờ nghe. Gì bất ngờ? Nhìn bà vậy ai biết bà là con nợ đâu trời. Ủa bà cũng đi mượn nợ nữa hả hay vậy? Ông mắc cười quá à. Con người ai cứ nợ thì con người có lúc phải xa cơ lỡ giận thôi. Cuộc đời khi trắng khi đen. Đây bấm xin là hát gì luôn rồi hả? Cũng thiếu hỏi như có đời thì sao. Thôi đi. Cái bài này có bị tán nhiễm không ta? Người chết. Hát bài này có bị... còn thư giãn nữa. Hát kiểu đó hỏi cho tôi nhảy xuống đây tôi chết luôn. Tôi đầu tư tiền ảo. Ủa lúc mới đầu tư có lời dữ lắm. Đi chơi tiền ảo luôn hả? Chứ sao, mấy ngày sau hả, sập sàn mất trắng luôn, không còn đồng bạc nữa. Bởi vậy á, tôi tính á là đi vay mượn tiền để gỡ gạt ai về nó nọ tà len vậy đó. Nói gì nói chúng ta bị cắt thôi. Làm gì làm, tôi với bà cũng phải tìm cách đinh thôi. Đi quay đó, đúng cái nước được rồi. Bố có nước được mà. Để cái này tắm nước rồi. Alo. Alo, tôi là nhân viên tín dụng, anh có khoản vay nợ đến hạn phải trả, nếu không thanh toán chúng tôi buộc phải xử lý theo quy định của chúng tôi. Tôi thấy dữ vậy, xuống tới đây rồi mà Dũng cũng tội được luôn hả? Tôi đừng ép nhau quá mà. Dạ không phải, tôi ép anh mà là anh đang ép tôi đó. Thôi, bây giờ vậy ha, mình đều là người trưởng thành hết rồi, chúng ta sẽ không ai ép ai hết, cho đến khi quăng lên cao luôn. Tìm được tôi. Quăng lên cao. Ông nội, sao giục luôn cái điện thoại rồi? Giục luôn đi, chứ để nó định vị tìm nó được mình sao? Lấy gì liên lạc với ông? Ui tâm, mấy cái số đó là để mượn nợ, còn muốn liên lạc với tôi thì vẫn số cũ. Trời ơi, ghê vậy, đầu tư dữ luôn á hả? Con nợ thâm niên mà, mình phải tính tâm lý được này chứ. Đúng là... sao ta? Thôi, thả lỏng đầu óc đi. Ngắm cảnh hữu tình đi, thế nào cũng ra được câu trả lời thôi.